Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký gồm các thương hiệu lớn trên thế giới, bộ giải pháp mô hình chuyển đổi trải nghiệm khách hàng của tập đoàn VNPT đã xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục trải nghiệm khách hàng của giải thưởng xuất sắc lần thứ 16 2023 do diễn đàn TM Forum tổ chức. Excellence in Customer Experience là giải thưởng cho việc áp dụng dữ liệu, AI và các sáng tạo trong hành trình của khách hàng để mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa, khác biệt tới khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Việc được vinh danh tại Excellence in Customer Experience đã cho thấy thành quả nỗ lực không ngừng của tập đoàn VNPT cho việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, thấu hiểu khách hàng, từng bước gắn lợi ích của khách hàng với sự phát triển của VNPT. Excellence Award là một giải thưởng được diễn đàn TM Forum tổ chức thường niên với mục đích công nhận và vinh danh các công ty có những thành tựu xuất sắc trong ngành viễn thông và chuyển đổi số. Đây là giải thưởng uy tín do TM Forum tổ chức thường niên từ năm 2007. Theo chia sẻ của ban tổ chức, Excellence Award 2023 có số lượng bài dự thi rất đa dạng, nhiều ý tưởng sáng tạo và có chất lượng cao. Ban tổ chức đã phải làm việc hết sức công tâm để lựa chọn ra những người xuất sắc nhất. Doanh nghiệp chiến thắng là những đơn vị vượt trội, có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi số và đổi mới toàn diện trên toàn thế giới.